Hi, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái tựa game mới. Mình hơi đi ngược nha, thì nếu như các bạn nào có theo dõi cái clip của mình á, thì mình đã làm cái Sniper God Warrior phần 3 nó trước rồi. Hôm nay mới làm lại phần 2. Thì không phải tự nhiên mình làm đâu, mà tại vì cái trò hôm nay là nhân dịp Halloween sale đó. Cái Steam nó sale cái trò này còn có 2 đô à. Nên mình mua thua luôn, vì nó quá rẻ mà. Nên và mình sẽ chơi tiếp nha. Mình thấy game này nếu mà phần 2 thì nó kỳ lạ nha. Phần 2 thì mình có thể dễ dàng mà mình để mắt chú hình mình chơi. Nhưng mà đến cái phần 3 thì mình để phải để online hết mình chơi. Khá là mắc cười. Thì thấy trò này đồ họa cũng khá là được. Nó là đẹp nữa. Mình cũng muốn chơi qua đoạn rồi. Nhớ rồi. Come on, we need to disappear. They're gonna investigate. À là cái mình tóm tắt lại nha, thì cái lần trước mà mình chơi thì là lần trước mình chơi là mình bắn tỉa trên cái máy bay này nè, máy bay hư này nè. Cái sau đó cái máy bay này đổ xuống. Và giờ mình đang đi tiếp nè. Đúng chất bắn tỉa không? Trò này nếu như các bạn nào mà muốn mua thì hãy mua nhanh đi nhé, tại vì nó đang sale khá rẻ. Khá rẻ luôn á. Còn có phải bản phần 1 á là nó chỉ còn có khoảng 1 đô rưỡi thôi. Bản phần 2 này là 2 đô. Khá rẻ. Two hostiles lined up favorably for a double kill. Be discreet. Chỉ hai đứa luôn. Ngon. Okay, let's move. Careful. Xuyên hai đứa. We'll need a diversion to break through to the beach. Let's plant C4 in the house. The distraction should make a gap in their defenses. Okay, yeah. Roger. Okay. Đó nó có cái tấm khiên đây để nó che. Cái thùng đấy che mình. Giờ thì mình sẽ đặt bơm. Xuống lục đâu? Có ai trong đây không? Ngon. Okay, charges are set. Okay, yeah. Let's move. We'll blow the charges when we got some distance. Còn đâu nữa không? Đi xuống với mày đúng không? Cho phần 4, phần 2 này nó khá là nhẹ ha. Bạn nào có cái máy tầm trung cho nên là chơi được hết. Yếu thì nhiều coi chơi được phần 1 á. Phần 1 cũng dễ lắm. Đồ họa đẹp nữa. Go. Through here. Mình vẫn thích cái phần 3 hơn, tại phần 3 nó làm đẹp hơn. Cách chơi nó nhiều hơn. Cách chơi theo kiểu Far Cry là cái kiểu mà mình rất là thích nữa, cái thế giới mở đấy. Nhưng mà phần 2 thì nó vẫn theo cái nhiệm vụ. Phần 2, phần 1 đó, từ đó tới giờ theo cái nhiệm vụ á. Mà đồ họa cũng khá là được phải gì? Hold. Cái gì á? Американцы, австралийцы. Сам у них и спросишь, а лучше Hold сразу башку им снеси. Go. И сколько всего противников по оценкам? Сложно сказать. Если те посты действительно помочили, Blow the C4, Cole. Как минимум полный взвод. Giờ mày leo lên đây thì làm sao mà? Let them pass. Để mình chúng đi qua. It worked. Let's move it. Thôi, hay quá. Đi. Thôi tao mày. Ok, ngon ngon ngon. Into the water, quick. Nó đi xuống dòng nước. Вражеский снайпер. Nhỏ. Gì á? Вот там, замечен отрыв.
hơn á. Có hai đứa. Tí nữa tụi nó la lên cái là chết rồi. These ruins should cross to the jungle. Then it's a straight shot to the Overwatch. Chạy. Chả đâu đẹp dữ vậy ta. Đồ họa này theo mình thấy là nó cũng tựa Far Cry 3. Xấu hơn. Cái gì vậy? Clear, take the shot. Ngay đầu. Clear, go. Contact, let's take them same time. Tango's down, advancing. Hay theo. Go. Còn á. Mệt rồi. Clear, let's go. Oh. Đẹp quá. On the ground, stay low. Mà cũng chưa đẹp lắm, tại vì cái phần cây cố mình thấy chưa đẹp lắm. Multiple tangos beneath us. We need to shift their attention before moving. I got eyes on the truck's fuel tank. Should cause quite a racket. Go for it. We're good to go. Go. Hey. Yep. Vậy đâu nữa vậy ông? Mình ám sát xong rồi cái mình theo ông chạy đi đâu không à? Don't engage them. They're playing into our hands. Copy that. Cái mình bật súp lên luôn coi. Game nè. Bullet cam súp nè. Apply. Ok. Take the shot. Take a shot. Good kill. On the move. Hey, fan. Chạy từ từ mấy. Sniper at the bell tower in the distance. He's got a good view. We need to get rid of him. À, mình diệt thằng bắn tỉa hả? Scattered enemies around this area. Pick them off with your rifle. Súng gì bắn cái gì mà tâm dữ quá. Clear area hả? Là mày muốn tao diệt một lần diệt hết cái đám này luôn hả? Gì vậy? Nó thấy mình à? Rồi. Ông bình tĩnh để tôi. Chết mẹ. Lên tới nơi rồi hả? Area clear. Yeah. Razor, uniform. Mission status. Uniform, our backs are secure. Enemy forces are neutralized or preoccupied. Proceeding to rendezvous. Solid copy. Dùng toàn từ ngữ gì đâu, đọc thấy mông lung quá. Theo cách dịch của mình nó thấy mông lung quá. Okay, Cole, this is my stop. I'll back up. Nhưng mà bạn thấy biết sao, thì theo cái cảm nhận của mình nha, thì cái đồ họa nó không có khác gì phần 1 nhiều đó. Nếu mà phong cảnh đó, nó cũng ngang với phần 1 thôi à. Súng đạn có thể làm đẹp hơn một tí thôi, nhưng mà đồ họa kiểu núi non này đồ đó, nó vẫn chưa đẹp lắm. Bơi hả? Enemy boat inbound, dive. Lặn. Stay submerged, let it pass.
nó nói mình lặn để bọn chúng đi qua. Ba bồ mình đâu rồi? Ông ơi, vài hồ bơi trước đi. Ngon. Ổng đâu rồi? Mình đang nhắm ổng mà, ổng đâu rồi? Phải. Kệ nó, đi. Đi đâu trời? Lặn qua đây. Đây nhìn đây. Ok. What the fuck? Ok. Này nó chỉ coi cho kiểu ám sát không ta? Đi lại gần nó cái mình đánh ép thử coi nó có đánh được con này luôn không? Ôi sao mày chọn cái nách đó là chi vậy? Mình phải lên trên cao kìa. I'm in position at the west side of the train yard. Anderson, what's your ETA? I'm topside, heading for the church entrance now. Yeah. Oh. Oh. Reach the church. Lòng. Proceeding to the bell tower. Okay. Won't hurt to swing a couple of Hail Marys our way while you're at it. Our radar site seems to be heavily guarded. I'll see what I can do. Anderson out. Game sale rồi. Nhà đúng đường rồi. Mình phải lên trên cao mình làm gì á? Đây. Hết. In position, set with a 50 cal. What's the game plan here? This is Keller. I'll take point on this one. Shit, man. Mày mang như bao nhiêu cái súng trong người vậy? Roger, I see. Cover our advance up the hill. Cortez and Nichols, you're on me. Diaz, you're on lookout. Bạn mình. Secure this position for extraction. Anderson, keep our backs safe. Roger, I'll try and save your boys some targets. We got a hostile on the pier ahead of us. Weapons cold. Not subtle cold. Let's try and keep things quiet. Anderson, hostiles by the first hut on the shore. Don't engage them. Mình đang hỗ trợ bạn mình đi. Let's wait them out. Place your shots when their backs are turned to each other. We need to maintain concealment. Yên tâm, để tao. Để tao. Friendly kill in action. What the fuck? Bạn bè bị giết hả? Tại sao? Lại. In position, set with a 50 cal. What's the game plan here? This is Keller. I'll take point on this one. 3-2, do you have visual on your position? Roger, I see you. Cover our advance up the hill. Cortez and Nichols, you're on me. Diaz, you're on lookout. Rest of you, secure this position for extraction. Anderson, keep our backs safe. Roger, I'll try and save your boys some targets. We got a hostile on the pier ahead of us. Weapons cold. Not subtle cold. Let's try and keep things quiet. Anderson, hostiles by the first hut on the shore. Don't engage them yet. Don't engage them. À, đừng có đụng vào đó. Hãy đợi bọn chúng đi qua. Place your shots when their backs are turned to each other. We need to maintain concealment as long as possible. Nice shot. Tag the other one. Yeah. Nãy bắn nghe, giờ bắn không nghe đâu.
cứt thật. Hostile to your left on the balcony. Ơi. Keep them off the radio. Vãi thật, hút cái đầu. Để bạn mình đi qua đây. Bạn mình đâu rồi? Cái gì? Anderson status. Clear to proceed. Đây bạn mình vô nè. Affirmative. Diaz, you're on lookout. Bay has been secured, moving to next checkpoint. Eyes all around your heads, people. Contact, sniper in the tower. Bring him down before he spots the bodies on the pier. The hell? Enemy chopper, cease fire, cease fire! Dừng bắn, dừng bắn. Anderson, you need to sit this one out. We're in a bad way if he spots us. Acknowledged. Back up. Let him go. Don't make a move on that damn tower. Nó kêu để chúng đi qua. Just a little longer. Clear, take the shot. Sniper nè. Tango down. Three marks on the platform. We need to synchronize. Đâu? Ở đây. Ở đây. Quá chừng rồi. Take the first shot. We'll clean the rest. Ra đây. Engaging. Ui. Nice work. Area cleared. Someone's coming. Hide. Cái gì đó đang tới. Patrol ahead, two men. Don't let him raise an alarm. I have no visual on your side. Còn bên đây. Roger that. Ready to link up. Over. I'm heading to the cover. Còn nữa. Diaz, I got two tangos in your AO. First on the platform closer to you, second on the footbridge. That one's mình canh cái mọi cái không phải là bắn cái dính liền mà mình phải đợi đem một tí cái để canh lịch một tí để cho đạn nó tới nữa. Yeah. Còn đâu nữa vậy? Trên đây hả? Rồi đây, đây, đây. Xuyên hai đứa. Trời, không xuyên hai đứa được hả? Bạn mình á. Yeah. Ê! Roger. Trời, vậy mà không thấy luôn. Ngu này, cái tụi ngu này. Gì? Còn nữa mà. Damn. Thanks, man. Now you're beer. Hey, I'm gonna hold you that. Mình chịu cứu bạn mình á. Tí bị chết. Gì nữa? I've linked up with our boys. We're getting ready to assault the radar. How copy? Lập tâm như thế. Solid copy. I got your six. Dính. Ngon. Engaging. Dính. Ngon. Hết chưa? Còn nữa hả? Đây, còn nữa. Bây giờ con thủy, con má, bắn hả? System shouldn't be a problem. Intel suggests most of the gear is post-Soviet in origin. Roger. Nè, mấy bộ ơi. Uploading the virus now. And done. Now this thing won't even pick up a meteor collision. Hold up, we have something here. Think you'll want to hear this. Что будешь делать со шпионом? Конечно, его нужно допросить, идиот. Отведи его в комнату босса рядом с вертолетной площадкой. С ним ничего не должно случиться, понял? Да, сэр. Но я готов спорить. Если он попадет к телохранителю босса, то ему придется опять отмывать стены. We need to relay this data to JSON. We'll keep you posted.
Anderson, go ahead and continue towards the transaction site. 3-1 will clean up any stragglers. Catch up via boat. Oh, someone. Chắc là clip cũng tới dừng tới đây thôi. Nhiệm vụ xong rồi. Agent Diaz, care to elaborate on that recording you just... Tìm xeo rồi. Thôi, nghỉ. Main menu. Ok, thì clip trải nghiệm của mình cũng tới đây thôi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.